Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong bản tin hôm nay. Xác nhận vụ Hurricane Osimhen MU. MU lợi thế ký Madison nhằm đá tảng 80 triệu. Pochettino cũng muốn kéo kênh về Chelsea và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU lợi thế ký Madison nhằm đá tảng 80 triệu. James Madison sẽ đáo hạn hợp đồng với Leicester City vào hè 2024 và anh không có ý định ký thỏa thuận tiếp theo. Chính vì vậy, Telegraph đã đưa tin ngay cả khi Letter chủ hạng ngoại hạng Anh mùa này, Madison vẫn sẽ ra đi. Telegraph xác nhận MU đã tham gia cuộc đua và có thể tranh giành chữ ký của số 10 Leicester. Bày cáo đang kỳ vọng mức phí từ 45 triệu bảng đến 60 triệu bảng cho Madison, nhưng con số này còn phụ thuộc vào việc bày cáo có giữ được suất ở lại ngoại hạng Anh hay không ưu tiên của MU là ký hợp đồng với một trung phong hàng đầu, nhưng Erik Ten Hag muốn giảm bớt gánh nặng sáng tạo của Bruno Fernandes. Madison đã chứng minh bản thân có thể đáp ứng nhiều yêu cầu chiến thuật khác nhau bằng cách giạt cánh trái hay lùi sâu ở hàng tiền vệ. Bên cạnh đó, theo báo chí Bồ Đào Nha, đại diện của MU đã có thảo luận bước đầu với Benfica để tìm kiếm tiếng nói chung trước khi đưa ra đề nghị chính thức cho Antonio Silva. Silva tiến bộ vượt bậc với Benfica mùa này, trung vệ 19 tuổi là một phần của đội tuyển Bồ Đào Nha. Antonio Osiva có thể hình lý tưởng, tâm lý thi đấu vững vàng rất mạnh mẽ trong tranh chấp tay đôi, đeo bám người quyết liệt, và đoán tình huống tốt và có khả năng phất những đường truyền dài vượt tuyến. Ngoài ra, cầu thủ này còn gây ấn tượng với các tình huống dâng lên hỗ trợ tấn công, chủ yếu ở những pha không chiến. Hiện tại, Silva đã ghi 5 bàn thắng ở mùa này, thành tích còn trội hơn nhiều cầu thủ tấn công của Benfica. Theo Fabrizio Romano, giá trị chuyển nhượng của Anthony Osiva rơi vào khoảng 80 triệu euro, đây rõ ràng là con số đáng để ban lãnh đạo MU cân nhắc với một trung vị hàng đầu trong tương lai. Xác nhận vụ Hurricane Osimhen MU Ưu tiên hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới của MU là mang về một số chín chất lượng, đích thân Eric Ten Hag xác nhận thông tin này. MU sớm đưa Victor Osimhen và Hurricane vào danh sách rút gọn, do Telegraph khẳng định. Eric Ten Hag theo dõi bộ đôi tiền đạo này từ đầu mùa. Mới nhất chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay, Bây giờ ý tưởng của MU là tìm kiếm một tiền đạo hàng đầu. Harry Kane là một trong những lựa chọn hàng đầu mà họ có danh sách cùng với Victor Osimhen. Nhưng một lần nữa, nó phụ thuộc vào ngân sách số tiền MU có thể chi. Hiện tại không có cuộc đàm phán nào dành cho Kane, điều đó phụ thuộc vào Tottenham và hiện tại vẫn chưa có gì cụ thể hay tiến triển. Victor Osimhen cũng vậy, họ sẵn sàng chờ Napoli giá giá cho cầu thủ này. Pochettino cũng muốn kéo Kane về Chelsea. Pochettino chính thức trở thành Tân huấn luyện viên của đội bóng thành London là câu chuyện đang đếm ngược từng ngày. Chủ tịch Bali sẽ không tự mình quyết định dự án bóng đá mà Pochettino được phép can thiệp vào quá trình mua sắm cầu thủ. Báo chí Anh đưa tin, Hurricane có khả năng trở thành bản hợp đồng sớm nhất mà Pochettino mang về Chelsea trong mùa hè năm nay. Tương lai của Hurricane được nhắc đến rất nhiều trong thời gian gần đây khi Tottenham khủng hoảng và liên tục thay tướng. Có nhiều thông tin cho rằng. Harry Kane được MU liên hệ và Erik ten Hag cũng công khai dành cho anh những lời tốt đẹp. Tuy vậy, đội trưởng tuyển Anh vẫn chưa quyết định về tương lai. Theo giờ săn, Pochettino có thể tác động lớn đến lựa chọn của Kane. Nhà cầm quân người Argentina có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của tiền đạo 29 tuổi này khi làm việc ở Tottenham. Pochettino và Kane luôn duy trì mối quan hệ tốt, thường xuyên liên lạc cho dù ông chuyển sang Paris làm việc. Hợp đồng của Kane với Tottenham chỉ còn một năm và quá trình gia hạn không có tiến triển để không mất trắng ngôi sao của mình, Tottenham sẽ phải đàm phán với chuyển nhượng. Điểm yếu lớn của Chelsea hiện nay là thiếu trung phong. The Blue mới chỉ có 30 bàn mùa này, hơn 5 bàn so với thành tích cá nhân của Kane. Chính vì thế Pochettino càng quyết tâm tái hợp với Harry Kane khi ông chính thức tiếp quản công việc tại Sam Fabric. Ten Hag thảo luận chút tương lai mất quay rõ yêu sách của Lindelof. Theo tiết lộ từ ký giả Fabrizio Romano, Eric Ten Hag sẽ có cuộc thảo luận với Harry Maguire vào cuối mùa giải để tìm ra giải pháp tối ưu cho tương lai của trung vệ này. Sau khi đó, Victor Lindelof muốn được ra sân nhiều hơn trong mùa giải năm sau, ký giả người Ý cho biết. Vào cuối mùa giải, Ten Hag sẽ có cuộc thảo luận với Harry Maguire. Trong khi Victor Lindelof cũng muốn ra sân nhiều hơn nhưng cậu ấy có cơ hội ở lại. Trên thực tế với những màn trình diễn ấn tượng trong một vài trận đấu gần đây, Victor Lindelof đã khẳng định rằng anh hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh xuất đá chính thay vì tiếp tục đóng vai trò dự phòng cho bộ đôi Rafael Varane, Lisandro Martinez. Vì vậy, MU cũng không có nhiều lý do để nói lời chia tay với ngôi sao người Thụy Điển. Trong khi đó, dù mắc chưa từng mang đến cảm giác an toàn cho hàng phòng ngự của MU mỗi khi ra sân, nhưng anh vẫn có thể trở thành một phương án dự phòng chất lượng cho MU. Chelsea thuê chuyên gia chuyển nhượng. Chelsea đang lên kế hoạch thuê chuyên gia chuyển nhượng Paul Mitchell sau khi làm việc cho Monaco và có nhiều kinh nghiệm trước đó với Tottenham, Southampton, AB Leipzig. Tình bạn thân thiết giữa Mitchell và huấn luyện viên sắp tới của The Blues, Mauricio Pochettino sẽ là một điểm thu hút lớn. Mitchell có các mối quan hệ ở Pháp và Đức, điều này có thể giúp tìm kiếm những tài năng mới. Cả Chelsea và MU đều liên hệ với ông vào mùa hè năm ngoái. Trên thực tế, cầu huấn luyện viên của quỷ đỏ Rap Rangnick rất quan tâm tới Mitchell và Ten Hag cũng vậy. MU sáng cửa định đoạt cuộc đua top 4 sớm Cuộc đua chiếm một vị trí trong top 4 đang có lợi cho MU không chỉ về mặt điểm số và thứ hạng mà họ còn có lịch thi đấu tương đối dễ dàng trong thời gian tới. Đoàn quân Eric Ten Hag sẽ lần lượt đối đầu với Brighton, West Ham, Wolverhampton và Burnmouth, Chelsea, Fulham. Trong những đội bóng này, Brighton và Chelsea là hai cái tên khó chịu hơn cả. Tuy nhiên họ lại không có nhiều mục tiêu để phấn đấu. Brighton kém top 4 tới tận 11 điểm, trong khi Chelsea đang ngụp lặn ở vị trí thứ 12. Nhưng đối thủ còn lại cũng không quá đáng lo với MU. Họ rơi vào hai trường hợp. Một là có màn thể hiện khá bất ổn như Wolverhampton và West Ham, hai là đã an toàn trong cuộc đua chủ hạng như Fulham hay thậm chí là mất với tình hình hiện tại, MU có thể tính toán tới việc dồn sức kiếm tối đa điểm số cho tới hết trận gặp vua vờ Hampton ở vòng 36 ngoại hạng Anh. Nếu kịch bản ấy xảy ra, quỷ đỏ nắm trong tay 72 điểm, Liverpool trong trường hợp cũng toàn thắng với vòng 36 thì có 65 điểm Khoảng cách lúc ấy giữa Liver và MU vẫn là 7 điểm, trong khi ngoại hạng Anh chỉ còn 2 vòng đấu. Vào thời điểm đó, đoàn quân Eric Ten Hag chắc chân trong top 4 mà không cần quan tâm đến kết quả thi đấu 3 trận còn lại. Nhưng bản thân Jeff điều là sống vì khoảnh khắc hơn là theo đuổi lịch sử. Đội chủ sân ETH chuẩn bị đối mặt với trận bán kết C1 và Real và trận chung kết f3 Cup với MU sắp tới. Nói về di sản và vị trí của dốc Diola trong lịch sử là điều không thể tránh khỏi khi Man City tiếp tục vươn lên nhưng bản thân người đàn ông này khẳng định đó không phải là động lực. Pep bày tỏ, sống chọn từng khoảnh khắc, phần còn lại không quan trọng, tôi không sống vì lịch sử của mình, tôi thích ở đây vì tôi có cơ hội làm điều gì đó khiến mọi người hạnh phúc. Ngày nay, Mọi người thích xem chúng tôi là đủ rồi. Tôi luôn nói điều quan trọng là làm cho mọi người hạnh phúc. Nếu mọi người có một nụ cười khi họ nhớ về thời kỳ này, đó là lời khen lớn nhất, tốt hơn bất kỳ chiếc cúp nào. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi nằm ngoài sự mong đợi của tôi. Tôi chưa bao giờ mong đợi những gì tôi đã sống, thậm chí việc được thăng hạng với đội Bắc xa B khi kết thúc sự nghiệp, tôi không thể đòi hỏi gì khác. Đó là lý do tại sao đôi khi mọi người không thích phép vì tôi quá may mắn. Tôi xin lỗi. Chúng tôi không thể phủ nhận việc vô địch một người hàng anh khác sẽ là điều đặc biệt và nằm trong tay chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.